cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của thuộc phán An Dương Vương. Thưa quý vị và các bạn, người Trung Quốc có bài thơ kỷ hợi tế như sau. Trạch quốc Giang Sơn nhập chiến đồ, sinh dân Hà Kế Lạc Tiểu Tô, bằng quân mặc Vấn phong hầu sự, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Vẫn biết rằng chiến tranh luôn mang lại tang tóc, đau thương, sự hy sinh của những người lính trên chiến trường và sự chết chóc đau thương đói nghèo cùng cực cùng với những đứa trẻ mất cha những người vợ góa chồng của những người dân thường vô tội. thế nhưng để thỏa chí tăng bồng nam tử hán tề ra trị quốc bình thiên hạ muốn biến đất đai của quốc gia khác thành đất vườn biến biển đông thành ao nhà biến người dân của quốc gia khác thành nô bộc. Các triều đại phong kiến phương Bắc luôn tìm đủ mọi cách chiếm đất đai mở rộng lãnh thổ. Tư tưởng ấy được hình thành từ thủa khai thiên lập địa. Năm 221 trước công nguyên, Tần Doanh Chính hiệu là Tần Thủy Hoàng đã đánh bại Hàn, Triệu, ngụy Yên, Sở, Tề, Thống nhất Trung Quốc kết thúc thời kỳ xuân thu chiến quốc kéo dài mấy trăm năm. Sau khi thống nhất Trung Quốc năm 218 trước công nguyên, chỉ sau mấy năm thống nhất đất nước, Tần Thủy Hoàng tiếp tục lệnh cho tướng tên là Đồ Thư, chỉ huy 50 vạn quân Tần tấn công xuống các bộ tộc phía nam lưu vực sông Trường Giang, trong đó có Bắc Việt Nam ta ngày nay Lúc bấy giờ nước ta có tên là Văn Lang do họ Hồng Bàng trị vì. Hồng Bàng là tổ nước ta, nước ta lúc ấy gọi là Văn Lang. Tiểu nhi ta rất vẻ vang, trẻ em phù đồng tiếng vang buôn đời. Tuổi tuy chưa đến chín mười, giang tay cứu nước diệt loài vô lương. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của nhân dân ta diễn ra rất quyết liệt nhưng do quân địch quá mạnh nên lực lượng của ta ngày càng suy yếu lúc bấy giờ nhiều tư liệu nghiên cứu cho rằng tại vùng cao bằng nơi địa linh nhân kiệt ngày nay có một tù trưởng trẻ tuổi được nhân dân tin yêu được các tù trưởng khác quý trọng và đã suy tôn ông lên làm thủ lĩnh lãnh đạo cuộc kháng chiến người anh hùng ấy là thục phán an dương vương trong quá trình lãnh đạo cuộc kháng chiến thục phán an dương vương phát động cuộc chiến tranh du kích lâu dài và là nền tảng của nghệ thuật quân sự du kích trong các thời kỳ dựng nước và giữ nước của việt nam ta để thực hiện cuộc chiến tranh du kích lâu dài tiêu diệt dần sinh lực địch và phát triển lực lượng của ta Thục phán An Dương Vương đã tổ chức cho người dân rút hết vào trong rừng núi, không để cho người dân nào bị bắt. Thực hiện chiến thuật vườn không nhà chống, vốn chiến tranh xưa nay vẫn vậy. Kẻ thù luôn muốn lấy người Việt Nam để đánh người Việt Nam, lấy chiến tranh để nuôi chiến tranh. Đến khi đánh vào các khu vực Bắc Việt Nam xưa, quân tần không bắt được người dân nào lương thực thiếu thốn đói khổ khi tổ chức các đoàn đi cướp lương thực thì bị quân và dân ta phục kích tiêu diệt lúc bấy giờ dưới sự lãnh đạo của thục phán an dương vương còn hình thành nghệ thuật tập kích của quân dân ta trong những năm tháng kháng chiến chống quân tần xâm lược oai hùng ấy thục phán đã tổ chức cho người dân rút hết vào trong rừng núi hiểm trở, ban ngày tắt hết lửa khói, ban đêm đưa quân ra đánh úp bất ngờ vào các doanh trại của địch, làm cho quân địch nhiều phen khốn đốn, thấp thỏm lo âu, sống trong sợ hãi. Trong thời kỳ oanh liệt ấy, nghệ thuật chấp thời cơ để tổng tiến công và nổi dậy nền tảng quân sự Việt Nam ta cũng được xác lập vấp phải cuộc chiến tranh du kích và tổ chức tập kích của nhân dân ta, quân địch phải co cụm đóng binh ở vùng đất có tên là vô dụng. Tiến không được, thoái cũng không xong. Đàn ông mặc áo giáp ra trận, đàn bà phải chuyên trở lương thảo, đường xá xa xôi, khổ không sống nổi. Người ta dân phải thắt cổ ở trên cây dọc đường hành quân. Người chết chồng nhau đau không kể suyết Khi quân nhà Tần đã kiệt sức vì thiếu lương Thì quân dân Âu Việt do thục phán chỉ huy mới bắt đầu xuất trận Quân Tần muốn tiến hay lui đều bị người Âu Lạc bủa vây đánh úp Quân của thục phán đánh tập kích bất ngờ và dùng cung nọc tấn công quân Tần, tướng địch đổ thư bỏ mạng trong chiến trận. Mất chủ tướng, quân Tần hoang mang mở đường tháo chạy về nước. Theo Hoài Nam Tử viết, Sau khi tướng đổ thư bị giết, quân Tần thay phơi máu chạy mấy mươi vạn. Khi đánh thắng quân xâm lược nhà Tần, tục phán An Dương Vương thống nhất hai vùng đất Âu Việt và Lạc Việt, thành lập ra nhà nước Âu Lạc, xây dựng thành cổ loa, phát triển kinh tế, phong cho Cao Lỗ làm thống lĩnh lực lượng vũ trang, xây dựng quân đội, phòng vệ đất nước từ sớm từ xa. Thế nhưng bờ cõi mới yên bề tính liệu, nước non còn nổi những nguy nan muốn biết sự thể đất nước âu lạc dưới thời trị vì của an dương vương như thế nào mời các bạn đón xem tiếp các video tiếp theo